kịch tính như Hollywood, top 10 cuộc chạy đua thời gian kịch tính nhất ở trong One Piece. One Piece là một tác phẩm kết hợp xuất sắc giữa những cuộc phiêu lưu và những trận chiến. Xuyên suốt hơn 20 năm qua, khán giả đã được chứng kiến rất nhiều trận chiến ở trong series này. Có những trận chiến mang tính huyền thoại, cũng có những trận chiến khiến người xem xúc động mãi không thôi. Tuy nhiên ẩn trong đó thì không chỉ là những cuộc giao tranh giữa những nhân vật mà còn có những cuộc chạy đua thời gian đầy kịch tính trước khi mà có một biến cố kinh khủng xảy ra. Hôm nay thì Sam Soi sẽ cùng anh em ngồi lại để tìm ra đâu là những cuộc chiến chạy đua thời gian đỉnh chóp nhất xuyên suốt cuộc hành trình của Luffy và đồng bọn nhé. Nếu anh em có ý kiến bổ sung thì đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới và cũng đừng quên like cho video và sub cho kênh để chúng ta thêm gần nhau nhé. Ok, vào ngay chương trình thôi nào. Một, Luffy bị các đô đốc truy sát. Mở bát cho chúng ta ngày hôm nay là một cuộc rượt đuổi mang tính chất quyết định ở trong One Piece. Bởi nếu không thành công thì khả năng cao chúng ta sẽ phải đổi main rồi. Và cuộc chạy đua mà mình muốn nhắc đến là lúc mà Luffy bị các đô đốc truy sát tại cuối đại chiến Marineford. Sau sự ra đi của Ace, Luffy đã hứng chịu một cú sốc tinh thần cực nặng. Cộng thêm những thương tổn trước đó tích tụ đã khiến cu cậu lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nhận thấy tình hình lù không ổn, Jinbei vội đưa cậu chạy trốn, nhưng đời nào các đô đốc lại để hiểm họa con trai Dragon dễ dàng chìm cút như vậy. Mở đầu cuộc truy sát là Akainu với một đòn khiến phần ngực của mũ rơm tổn hại nặng nề. Ngay cả khi mà Luffy đã được đưa lên Polatang, con tàu của Law, thì cu cậu vẫn chưa thoát được kiếp nạn này. Bất chấp yêu cầu đình chiến của Sanh, lần lượt Aokiji và Kizaru tấn công ngay khi mà con tàu đã lặn. Với tốc độ di chuyển nhanh của đòn đánh, nếu như mà con tàu Polatang không khẩn trương chạy thoát thì có lẽ không chỉ Luffy mà còn thủy thủ đoàn của băng hải tặc trái tim cũng sẽ bị lâm nguy rồi. Không chỉ chạy đua để thoát thân, Law cùng với cộng sự đã phải chạy đua với thời gian để kịp cứu Luffy trước những thương tổn tinh thần lẫn thể xác đang phá hủy hoàn toàn cu não cao su. Cũng may thì hai cuộc đua này, Law và Luffy đều đã giành thắng lợi và bảo toàn được sinh mệnh cho cả hai, đặc biệt đó là khứa mũ rơm. Băng mũ rơm phá bom ở Alabasta. Nếu như anh em là tín đồ của các bộ phim Hollywood thì chắc chắn sẽ không lạ lẫm với những phân cảnh gỡ bom siêu kịch tính đúng không nào? Với một bộ truyện gì cái gì cũng có như là trong One Piece thì chắc chắn chi tiết này kiểu gì cũng có rồi. Cụ thể là lần mà băng mũ rơm phải chạy đua để vô hiệu hóa quả pháo do Mr. Zero aka Crocodile chuẩn bị nhằm tiêu diệt cả quân triều đình lẫn lực lượng cách mạng. Để có thể tìm ra manh mối của nã pháo là cả một vấn đề nan giải, nhất là việc xác định vị trí của nó trong khi thời hạn nó kích nổ thì ngày càng đến gần. Hên là vấn đề về địa điểm đã được Vivi sớm giải quyết, nhưng thời gian còn lại là quá gấp rút nhá. Khi cả bọn đến nơi, chỉ còn dăm dây phù du. Nếu là người khác thì chắc thôi, chấp nhận số phận, nhưng đây là băng mũ rơm, từ bỏ thì không có trong từ điển của họ đâu. Lập tức một kế hoạch được đưa ra để Vivi lên vị trí khẩu pháo để ngăn nó kích hoạt. Trong khoảnh khắc tích tắc trước khi mà dây đốt cháy rụi, cô nàng công chúa đã thành công ngăn chặn quả pháo. Chỉ một tích tắc nữa thôi, khẩu pháo sẽ được kích hoạt, khi ấy hai phe đang tham chiến ở dưới sẽ hết cứu rồi. Nhưng niềm vui lớn thì chẳng tày gang, tên cá sấu đã có một kế hoạch sơ cua đề phòng bất trắc khi mà biến quả đạn pháo thành một quả bom và sẽ kích nổ ngay sau đó vài giây. Đúng lúc tuyệt vọng thì Pell xuất hiện và lấy mình làm vật hy sinh để cứu tất cả mọi người. Do cảm động với sự nghĩa hiệp của anh chàng mà Oda bế anh từ tử môn quan trở về trong sự há hốc của các fan. Thực sự xem đi xem lại đoạn này thì vẫn khiến Sam Soi không thể ngừng hồi hộp được anh em ạ. Ở đây thì chắc không phải chỉ có mình tôi thấy thế đúng không nào? Ai có cùng cảm xúc với Sam Soi thì đừng quên để lại comment bên dưới nhá. Được hơn nữa thì cho chúng tôi một ít like, nhiều thì một sub anh em nhá. Thứ 3, Usopp bắn hạ Sugar lần 2. Nếu chọn khoảnh khắc nào nguy hiểm đến sự tồn tại của Luffy nhất thì anh em sẽ nghĩ đến khoảnh khắc nào? Với Sam Soi, câu trả lời sẽ là lúc mà khứa mũ rơm mém bị Sugar chạm vào. Và thật may mắn khi mà biến cố ấy xảy đến nhá, Usopp thì đã ra tay kịp thời. Thực sự mà để nói vào thời điểm đó thì phải dùng đến từ đường tơ kẽ tóc. Ai cũng biết thị lực siêu phàm cùng với kỹ năng bắn tỉa điệu nghệ của đấng mũi dài. Nhưng mà khi đặt vào bối cảnh của kẻ địch đang bám sát phía sau ấy, khoảng cách đến mục tiêu là rất xa mà còn phải lọt qua một ô cửa sổ nhỏ hẹp nữa.
Chưa kể là tính đến thời điểm gấp rút và sự ảnh hưởng tiêu cực của yếu tố bên ngoài thì kỹ năng đỉnh mấy thì cũng sẽ bị rén ngay. Để thực hiện được pha bắn này, Usopp thì không thể nào quá vội mà cũng chẳng thể nào quá chậm được. Nếu bắn vội thì viên đạn có thể tạch mục tiêu, còn quá chậm để Luffy thành đồ chơi thì cậu sẽ quên đi động lực bắn. Chưa kể người dân đang truy đuổi đã gần ngay kề phía sau rồi. Và rồi trong cuộc chiến với thời gian ấy, Usopp thì đã thức tỉnh bạch nhãn, thức tỉnh Haki quan sát, từ đó thì đưa ra thời gian chính xác nhất để ra đòn quyết định hạ gục tinh thần của Sugar. Sự kịch tính của phân cảnh này đẩy lên cao ở trong cách mô tả từ tâm lý của xạ thủ băng mũ rơm cho đến sự bức bách của thời điểm lẫn các yếu tố tác động bên ngoài. Đúng với câu áp lực tạo kim cương, Usopp nhờ vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi bún này đã có được Kenbunshoku Haki. Tuy nhiên cho tới tận bây giờ thì cậu vẫn chưa tái hiện được kỹ năng này thêm một lần nào nữa nhé. Trong bối cảnh những trận chiến sẽ ngày càng cam go hơn thì buộc lòng những thành viên băng mũ rơm phải trưởng thành, nhất là ở vai trò đan sen giữa hỗ trợ và tấn công như là chàng mũi dài. 4. Luffy bị Doflamingo truy đuổi. Trong trận chiến tại Dressrosa, không chỉ có mỗi khoảnh khắc để đời của Usopp là đáng chú ý ở khía cạnh chạy đua với thời gian, mà còn đó là lúc mà Luffy bị Doflamingo truy sát khi mà cậu bị cạn kiệt Haki. Có thể nói trận chiến với Thiên Dạ Xoa là một trong những kèo tốn sức nhất của Luffy. Sau quá trình time skip, Khứa Mũ Rơm đã sở hữu full 3 loại Haki với hàm lượng khủng đủ để cậu chiến mệt nghỉ đối thủ. Tuy nhiên ngay trong lần battle căng cực nhất ở tân thế giới, Lù đã dùng cạn Haki vũ trang đến độ bị đẩy vào thế bị truy sát. Gear 4 thì tốn quá nhiều Haki khiến Luffy bị hụt hơi, buộc phải nghỉ ngơi ở trong vòng 10 phút để hồi phục. Cũng may là cậu nhận được sự hỗ trợ tối đa của Gat, MC đấu trường lẫn các đấu sĩ tại đấu trường để chạy thoát khỏi sự truy kích không ngừng của Luffy. Bên cạnh đó thì Lù còn chịu áp lực không nhỏ nữa đến từ thời gian lồng chim co lại. Nếu không nhanh chóng hạ Thiên Dạ Xoa thì tất cả đều sẽ bị xẻ làm nhiều mảnh mất. Vậy nên thời gian 10 phút để hồi phục này của Lù thì cực kỳ quan trọng. Không chỉ để hồi Haki lẫn hồi sức, mà đây thì cũng là thời gian để cậu triệt để nghỉ ngơi nhằm tung ra những đòn chí mạng nhất, nhanh chóng kéo chiến thắng về phía mình, chứ cũng không thể nào cù cưa với tay quốc vương bẩn thỉu kia được nữa. Với cách tạo dựng bối cảnh căng thẳng, cụ thể là trong một khoảng thời gian nhất định, hơn nữa thì còn là sự chi phối của hoàn cảnh nguy ngập từ hai phía, đã đẩy sự kịch tính trong phân cảnh lên gấp nhiều lần và đã tạo được ấn tượng căng cực cho người đọc. Anh em nào ở đây team cũng đầm cà tưng khi mà theo dõi cảnh truyện như xăm roi không? Đừng quên để lại like lẫn subscribe ủng hộ cho băng của mình anh em nhé. Rất cảm ơn anh em. Băng mũ rơm hạ gục Gecko Moria. Băng mũ rơm đã từng kinh qua không biết bao nhiêu cuộc chiến lớn nhỏ khiến bản thân nhiều fan phải đối mặt với thần chết. Tuy nhiên ít nhất thì những lần đó thì còn có cách để cứu, chứ bị bay màu cả thân xác thì có mà hết cứu rồi. Trong cuộc đụng độ với Thất Vũ Hải Moria, hết người này đến người kia bị dính phải năng lực trái ác quỷ Kage Kage. Không chỉ bị lấy mất bóng mà phải đối đầu với những kỹ năng của mình, Luffy cùng với anh em phải chạy đua với thời gian trước khi mà ánh nắng lung linh muôn hoa vàng chiếu đến khi mà Orgimian báo cả tàu bẻ lái ra ngoài vùng tam giác quỷ. Để có thể về đích trước mặt trời, băng mũ rơm thì cần phải đánh bại hai con quái vật không hề tầm thường này. Với Orgimian là một cỗ thịt sở hữu năng lực chiến đấu thiên bẩm của Luffy, lại còn được bắp thêm khả năng chi phối cơ thể dựa vào bóng của Moria. Băng mũ rơm đang thực sự phải đối đầu với Luffy phiên bản khổng lồ, nhưng nhờ có sự ăn ý phối hợp mà tổ đội mũ rơm đã đập dẹp con quái vật phá đảo cổ đại. Đến phiên tên Moria thì lại khá là căng khi mà hắn hấp thụ toàn bộ bóng. Mạnh thì có mạnh đấy, nhưng mà căn thế này còn kém hấp thụ nhiều quá nên là dễ bị chớ. Tận dụng điểm yếu đó thì Luffy đã bồi liên hoàn đấm cho hắn nôn sạch thì thôi. Tuy nhiên khi mà đã có được chiến thắng thì cũng là lúc mà bình minh đã dậy khi mà bóng chưa về với những Luffy, Zoro, Sanji và Robin khiến họ bay màu. Tuy nhiên men chết thì có mà hết phim à. Nhờ bóng đã kịp về trước khi mà tất cả biến mất mà cơ thể họ đã được cấu trúc lại mà thoát một kiếp nhá. Sự căng thẳng và kịch tính trong từng tích tắc của thời gian trôi đi khiến người đọc cảm nhận thấy sự hồi hộp theo dõi từng chút của cuộc đua này. Thứ 6, Luffy phá tàu Noah. Sau time skip, băng mũ rơm đã bắt đầu hành trình tiến vào tân thế giới của mình
và nơi đầu tiên họ viếng thăm đó là đảo Người Cá. Cứ tưởng chuyến đi này vui vẻ, ngắm cảnh đẹp của chốn thần tiên, thì tự dưng Luffy cùng với đồng đội đã bị kéo vào một cuộc bạo động lật đổ băng Người Cá mới dưới sự chỉ đạo của tên Horizon. Chấp tim địch chơi đồ bắp sức mạnh, tổ đội mũ rơm đã đánh bại hoàn toàn đám Người Cá đó bằng sức mạnh có được trong 2 năm khổ luyện. Tuy nhiên thêm một lần nữa, một biến cố xảy ra, buộc Luffy phải rơi vào thế rượt đuổi với thời gian trước khi mà đại họa xảy ra. Cụ thể thì tên Van Der Decken do bị công chúa tiên cá phũ nên đã dùng năng lực của mình để quẳng con tàu Noah hòng đạp đổ bóng hồng của đáy biển. Màn chơi ngu này của hắn thì đã dẫn đến nguy cơ là xóa sổ hoàn toàn đảo Người Cá. Nhưng Luffy đời nào đã để chuyện đó xảy ra? Dĩ nhiên mũ rơm không thể vác được con tàu này rồi, nên cậu chỉ còn nước là phá hủy nó mà thôi. Ngay lập tức một liên hoàn Gomu Gomu no Elephant Gatling được Luffy tung ra nhằm biến con tàu hẹn ước thành gỗ vụn trước khi mà rơi xuống đảo. Với sự khổng lồ của Noah thì việc trong vài phút phá hủy nó là điều quá khó với băng mũ rơm, nếu không muốn nói là bất khả thi nhá. Trong khoảnh khắc then chốt, bất ngờ một đám vua biển đã xuất hiện giúp con tàu được giữ lại và Luffy đã có thể hắt nhẹ nhõm. Tuy nhiên cuộc chạy đua này thì không thực sự quá kịch tính, nhưng sức tàn phá nếu như mà không được ngăn chặn của nó là không thể nào đo đếm được. Đồng thời chính hành động này của Luffy còn chiếm được trái tim của dân đảo và kích hoạt được sức mạnh tiềm ẩn của công chúa nhân ngư, một điều cực kỳ có lợi cho cậu sau này đấy. Thứ 7, Sabo thoát khỏi đảo Lulucia. Tạm rời xa những cuộc đua thời gian của băng mũ rơm thì chúng ta hãy cùng đến với cuộc chạy trốn tử thần siêu đỉnh của Sabo cùng với người dân trên đảo Lulucia nhé. Sau màn tấn công chính phủ, giáp mặt với Ngũ Lão Tinh và đặc biệt là Imsama, Sabo buộc phải chạy khỏi Marizoi cùng với thông điệp gửi gắm của vua Cobra cho đứa con gái Vivi của mình. Thật may là Sabo đã trốn thoát thành công và tá túc tại đảo Lulucia. Và đây thì cũng chính là hòn đảo đã lật đổ ách thống trị của đám vua chúa. Tuy nhiên Imsama đời nào đã để kẻ biết chuyện dễ dàng thoát thân đến thế. Trong khi Sabo đang báo tin về tổng bộ cách mạng thì có một loạt những cột sáng năng lượng khổng lồ bắn thẳng xuống hòn đảo như muốn tận diệt mọi thứ. Cứ ngỡ rằng Sabo cùng với cư dân trên đảo đã bay màu rồi thì bất ngờ ở chap 1082, Sabo đã quay trở về vương quốc Kamabaka và mọi thắc mắc cho cuộc tẩu thoát ở trong gang tấc ấy đã được Sabo giải đáp tại chap 1086. Thực tế cậu cùng dân đảo đồng ý gia nhập quân cách mạng đã ra khơi từ trước. Sabo đã tận dụng việc cuộc gọi bị nghe lén bởi chính phủ thế giới mà tạo ra một cái bẫy thông tin khiến chúng lầm tưởng rằng cậu vẫn còn ở trên đảo mà ra đòn hủy diệt. Hãy tưởng tượng nếu Sabo là người vội vã mà không lưu ý tới những diễn biến của kẻ thù thì có lẽ cậu đã lên bàn thờ mà ngắm gà hỏa thân rồi. Cuộc chạy đua thoát khỏi tình thế bị truy sát của số 2 quân cách mạng thực sự đã cho thấy cái tầm của kẻ có đầu óc nhạy bén, khiến cho tất cả bị một phen việt vị. Ở đây thì có ai là fan của chàng trai đa mưu túc trí Sabo không nhỉ? Hãy comment bên dưới để thảo luận về anh chàng. Và cũng đừng quên cho Samson một like, một subscribe để chúng mình có thêm động lực ra thêm những video chất lượng nhá. Số 8, Corazon dành sự sống cho Law. Nếu để xếp hạng cho nhân vật có quá khứ đen tối nhất One Piece thì chắc chắn luôn có một slot ở vị trí cao cho chàng bác sĩ tử thần Law của chúng ta. Tuy nhiên thời gian đó thì cũng không phải là toàn thứ tăm tối nhá. Thuyền trưởng băng trái tim đã nhận được hơi ấm từ Corazon, một người mà anh đã từng rất ghét bỏ. Ngay khi mà nhận ra thời gian sống của Law đang dần cạn, Corazon đã lập tức đưa cu cháu đi khám bất chấp cả nhiệm vụ của hải quân ngầm. Cuộc chạy đua để giữ mạng cho Law càng thêm căng thẳng hơn khi mà bất cứ một bệnh viện nào cũng đều đuổi họ như là đuổi ta. Vì bệnh cu cháu đang mang là chỉ hồi phách và mọi người thì vẫn cho rằng nó sẽ lây qua đường hô hấp. Và cứ mỗi bệnh viện đi qua là một lần thất vọng. Đã có lúc mà Law từ bỏ hy vọng sống nhưng mà Corazon thì chưa bao giờ nhá. Dù là cơ hội nhỏ nhoi thế nào thì anh cũng sẽ phải giành lại lấy cho bằng được. Và rồi cơ may đã đến khi mà Corazon đã biết đến trái Ope Openomi, một trái ác quỷ ban cho kẻ sở hữu năng lực chữa bách bệnh. Ngay lập tức anh đã lên một kế hoạch tiếp cận băng hải tặc đang nắm giữ trái tối thượng mà cướp nó về. Tuy đã bị giết hại ngay sau đó bởi chính anh trai của mình, nhưng mà cuộc đua giành lại sự sống cho cu cháu Law của Corazon đã thành công. Giờ đây thì Law đã trở thành một hải tặc có tiếng, còn hơn cả có miếng ở trong thế giới cướp biển, và đã trả thù thành công cho người chú ân nhân vô cùng đáng quý của mình.
9. Băng mũ rơm giải cứu Robin. Nếu cho anh em 5 giây lựa chọn đâu là nhân vật có chặng đường gia nhập băng mũ rơm rắc rối nhất, với Sam Soi thì người đó là Nico Robin, và để có sự góp mặt không vướng suy tư của cô, băng mũ rơm đã phải chạy đua cực kỳ kịch liệt với thời gian đấy. Sau khi mà Robin bị CP9 đưa đi, Luffy và đồng đội rơi vào thế cực kỳ bất lực bởi cơn bão Aqua Laguna đang giật cấp đại học. Nó sẵn sàng hủy diệt mọi con tàu dám lao đầu vào. Đặc biệt nơi mà họ phải đối mặt thì chính là tòa án công lý thế giới, nơi mà một đi mà không thể trở lại. Bất chấp mọi thứ đó, băng mũ rơm cũng đã có được lần chạm mặt trực tiếp với Robin. Nhưng mà giờ đây tiến độ thời gian càng phải gấp rút hơn bởi đám CP9 đã chia ra nắm chìa khóa còng của cô, trong khi nữ khảo cổ đang bị áp giải đến cánh cổng công lý. Một khi Robin đã bước qua nơi ấy thì coi như là hết cứu rồi. Chưa tính đến việc đuổi kịp Robin, riêng khoản đối đầu với đám CP9 cũng đủ để Luffy cùng với anh em bở hơi tai rồi. Nhưng mà băng mũ rơm thì luôn sở hữu một sức mạnh to lớn và được nâng cấp sau mỗi cuộc chiến, và nhờ nội tại đó mà họ đã lần lượt hạ gục những con quái vật của lực lượng tình báo của chính phủ. Dù là thế nhưng mà khó khăn vẫn lũ lượt kéo đến khi mà chấn bé đù Spandam đã triệu tập Booster Cole. Nếu băng mũ rơm không giải cứu Robin nhanh chóng thì tất cả sẽ là mồi cho cá rồi. Nguy nan, chồng chất nguy nan khiến cuộc chạy đua với thời gian trước khi mà Robin bị đưa sang bên kia cánh cổng chính nghĩa khiến fan khó có thể rời mắt được. Vừa phải khẩn trương nhưng băng mũ rơm cũng chẳng thể quá vội mà mất đi sự tỉnh táo để giải quyết hoàn cảnh. Chính sự tỉnh táo đó đã giúp cho họ về đích trước hải quân với cả lẫn lực lượng đều vượt trội. Từ đó thì đánh dấu một chiến thắng vang xa khắp tứ hải của Luffy và đồng đội, khiến mọi thế lực đều có cái nhìn khác về đám trẻ Luffy. Số 10. Luffy giải cứu Ace. Cuộc giải cứu Robin có thể coi là cuộc chạy đua với thời gian đỉnh cao của cả băng mũ rơm. Nhưng riêng với Luffy thì cũng có một cuộc đua căng hơn thế rất nhiều. Đó là khi Luffy phải nhanh chân cứu người anh trai hỏa quyền. Ngay sau khi mà nhận được tin Ace bị tống giam vào nhà tù Impel Down chờ hành quyết, Luffy đã phải lên phương án khẩn trương đến giải cứu anh trai trước khi mà mọi chuyện tồi tệ hơn. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình của Boa Hancock, Lu đã xâm nhập thành công vào nhà giam kiên cố nhất ở trên thế giới. Tuy nhiên, hành trình đến với Ace thì vẫn là quá gian nan, mà thời hạn đến ngày xử tử thì quá gấp rút. Không chỉ có những con quái vật canh phòng cản trở, Khứa Mũ Rơm còn bị một trận thập tử nhất sinh khi mà va chạm với ngục trưởng Megalon, khiến cho quỹ thời gian càng nhỏ lại. Dù nhận được sự giúp sức của Ivankov từ việc giải độc cho đến quân lực, thì Lu vẫn chậm chân một bước khi mà Ace đã bị đưa lên tàu để đến đài xử tử tại Tổng bộ Hải quân. Thêm một lần nữa, cuộc đua với thời gian càng thêm căng go hơn khi mà Luffy lại lội lại để đuổi theo anh trai. Tuy lần này có vẻ dễ thở hơn đôi chút khi mà có được sự hỗ trợ từ nhiều phía, nhưng mà trở ngại mang tên Megalon vẫn là quá kinh khủng để rồi Lu đánh chấp nhận người bạn tốt Bon ở lại ngăn tên ngục trưởng. Giờ đây khi mà Lu đã đến với tổng bộ, thời gian càng thêm hạn hẹp. Dù có sự giúp sức của băng dâu trắng, nhưng mà trước những tay lính hải quân sừng sỏ, đặc biệt đó là ba đô đốc, thì Lu nhà ta chỉ tựa như là con kiến lao vào cuồng phong thôi. Đỉnh cao của cuộc nước rút cứu Ace là màn mở còng ngay trên bục xử tử và ngay trước mặt của cựu thủy sư đề đốc Sengoku. Đôi chân của Luffy không hề nghỉ ngơi từ lúc mà Lu hay tin anh trai bị tuyên án tử hình. Đau đớn hơn là cứu được nhưng mà cuối cùng lại để mất. Đau lòng thực sự đấy các bạn ạ. Rồi, và trên đây là top 10 cuộc đua thời gian mà mình cho rằng căng nhất ở trong One Piece. Anh em có sự bổ sung hay có thêm suy nghĩ gì về những cuộc chiến quyết định số phận này không? Hãy để lại bình luận bên dưới để cùng anh em đồng đạo cùng phân tích. Và cũng đừng quên dành cho Sam Soi một like, một subscribe để chúng ta thêm phần gắn bó nhá. Sau đây là góc comment. Đầu tiên là của bạn Duy Bùi 1820. Dây ly với Oden ai mạnh hơn anh Sam Soi ạ? Anh nghĩ dây thì sẽ nhỉnh hơn khá nhiều nhá. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Go to is anime. Anh ơi, vậy Tứ Hoàng có bị trái ác quỷ của Perona hạ gục không anh? Cái này thì khó nha. Đám ma của Perona mà thấy Tứ Hoàng có khi còn cuốn ra đài cũng nên đấy chứ. Và cuối cùng là comment của bạn Inh Hoài An 4289. Anh xăm soi cho em lên TV với.